Vậy còn những chuyên ngành khác đang nổi bật như là marketing hay là quản trị du lịch khách sạn thì sao? Tân Đại Dương có thể giới thiệu những trường nào uy tín tại Singapore mà công ty đang làm đại diện tuyển sinh ở Việt Nam, có kinh nghiệm giảng dạy những ngành này không thưa chị, để các bạn học sinh sinh viên có thể thêm những cái thông tin chính xác hơn về những ngành này ạ? Ở Singapore trong năm 2012 này thì có rất là nhiều chương trình học bổng cho chương trình thạc sĩ. Thì nếu như các bạn muốn học về chuyên ngành marketing thì các bạn có thể học tại học viện MIS hoặc là học viện MBIS. Thì khi các bạn tham gia chương trình học marketing tại chương trình MIS thì sẽ có cái học bổng cho tân sinh viên năm 2012 này thì sẽ là tặng ngay là 30 đô là Singapore là phí ICA, tặng thêm là các khóa học ngoại ngữ ngắn hạn thì trị giá là 1.760 đô la Singapore, tương đương với 28 triệu đồng Việt Nam. Thì thời gian áp dụng cho chương trình này sẽ là đến ngày 30 tháng 12 năm 2012. Thì ngoài ra còn có chương trình hỗ trợ học bổng cho các bạn. Thì khi các bạn tham gia cái chương trình là Anh văn và thạc sĩ thì các bạn sẽ được tặng ngay là 1.000 đô la Singapore, hoặc là Anh văn với cái khóa là dự bị thạc sĩ thì các bạn sẽ được là học bổng là 500 đô la Singapore. Và một cái học bổng là ngay trong tháng này, đó là cái thời gian các bạn đăng ký từ 2 tháng 8 cho tới 30 tháng 9 thì các bạn sẽ được cái chương trình thạc sĩ là tặng ngay cái iPad 16GB, đồng thời sẽ là cái chương trình đăng ký là dự bị thạc sĩ và MBA sẽ là học bổng là 5.500 đô la Singapore. Và đối với cái chương trình MBIS thì cũng có cái chuyên ngành marketing và họ cũng khuyến khích học sinh, đó là họ sẽ hỗ trợ 10% học phí và đồng thời một cái học bổng là 1.500 đô la Singapore khi các bạn đăng ký là thời gian là tới 30 tháng 9 năm 2012 này và phải nhập học là trước ngày 30 tháng 12 năm 2012. Còn mà nếu mà các bạn thích học ngành du lịch khách sạn thì cái ngành này thì sẽ có là học viện EAC. Thì học viện EAC thì khi các bạn tham gia học tại trường này tháng 10 năm 2012 thì các bạn sẽ được tặng ngay 150 đô phí application fee, đồng thời sẽ là tặng một cái máy tính bảng EAC và một cái khóa học ngoại ngữ là 250 đô la Singapore. Thì cái chương trình học của EAC hấp dẫn các bạn là ngoài những cái chương trình trên thì các bạn sẽ có thêm là một học bổng cho học sinh giỏi tại Việt Nam. Ví dụ như các bạn tốt nghiệp lớp 12 với điểm trung bình là 7 chấm hoặc là tốt nghiệp đại học với điểm trung bình là cũng 7 chấm trở lên thì các bạn sẽ được tặng ngay là 1.000 đô la Singapore. Và khi các bạn tham gia trong quá trình học tại trường thì nếu mà các bạn đạt cái số điểm là 75 so với các môn thì các bạn sẽ được hoàn lại 10.000 đô la Singapore cho chương trình cử nhân và 6.500 cho chương trình thạc sĩ. Thì và đặc biệt hơn nữa là sẽ đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp cho các bạn.